Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là Tổng nhanh Công nghệ cùng với Liami. Sau thông tin về việc NVIDIA sẽ cho ra mắt mẫu card 3060 mới để hạn chế đào coin từ phần cứng thì tới nay cũng đã có thêm 2 trang thông tin tin tức đã xác nhận về việc này. Thế nên là thời điểm hiện tại anh em game thủ chúng ta cũng đã phần nào thở phào nhẹ nhõm để hy vọng rằng là tương lai những cái chiếc card của chúng ta sẽ quay trở lại mức giá bình ổn để có thể mua về chiến game. Tuy nhiên trong tổng nhanh công nghệ ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về một mẫu card mới sắp ra mắt trong dòng series RTX 3000, đó chính là RTX 3080 Ti. Thực ra thì bạn này cũng đã im hơi lặng tiếng được khoảng một thời gian khá dài rồi. Và thời điểm khi mà ra mắt những mẫu card RTX 3080 thì cũng đã có những thông tin về việc ra mắt 3080 Ti. Tuy nhiên là thời điểm ấy thì lại trùng đúng vào lúc là NVIDIA bị lộ những cái thông tin về việc driver không hạn chế đào coin. Thế nên là cái sự hoài nghi về việc là liệu rằng 3080 Ti cũng sẽ chỉ khóa một cách lỏng lẻo bằng driver ngày càng được dấy lên. Theo như Igor Slav, phiên bản GPU mới đã được chuyển đến các đơn vị sản xuất card dùng cho chiếc RTX 3080 Ti. Nhưng không giống như bản cũ, bản mới này thì được trang bị khóa đào coin mới hơn. Và vì vậy thì những hãng như Asus, Gigabyte, MSI v.v. đang phải gửi phiên bản sample sản xuất card cho NVIDIA sử dụng GPU mới để kiểm chứng lại hiệu năng hoạt động của nó có như mong muốn hay không. Và việc update GPU mới này thì ngoài cái khả năng nâng cấp để chống việc đào coin, bên cạnh đó thì cũng có những thông tin xung quanh là sẽ được hỗ trợ thêm cả Resizable 3 để giúp chúng ta có thể tăng được cái hiệu năng chơi game. Và theo như roadmap dự kiến thì vào khoảng tháng năm này chúng ta sẽ thấy các mẫu card mới sử dụng các GPU được nâng cấp lên để chống đào coin, cũng như là mẫu 3070 Ti, 3080 Ti mở khóa Resizable 3. Thông tin này ngày càng có lý hơn khi mà vào thứ Bảy vừa rồi, một kiện hàng card MSI đã xuất hiện tại Los Angeles, Mỹ với một thùng rất là lạ được đánh tên là RTX 3080 Ti Vensters 3XOC. Và quan trọng hơn là vỏ thùng cũng xác nhận card sẽ có 12GB RAM chứ không phải là 16 hay là 20GB như mà chúng ta vẫn đồn thổi. Và ngoài ra thì những thông tin dò dỉ còn cho biết thêm chiếc 3080 Ti này sẽ sử dụng GPU GA102225 với 10.240 nhân CUDA. Các thông tin khác như là giá bán và TDP thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng mà thời điểm ra mắt dự kiến của chiếc 3080 Ti này sẽ vào khoảng tháng 5 tới đây. Tổng nhanh công nghệ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có hóng chờ chiếc 3080 Ti mới ra mắt hay không, cũng như là giá bán của em nó thì như thế nào? Cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết với nhé. Còn những thông tin hot hit về công nghệ hay là game sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật vào các số tổng nhanh công nghệ tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!